Chào mừng các con đã đến với tiết học mỹ thuật lớp 5. Chủ đề 10: Cuộc sống quanh em. Tiết 1 và tiết 2. Qua chủ đề ngày hôm nay sẽ giúp cho các con nhận biết được các hoạt động diễn ra xung quanh em, thể hiện được một số hoạt động quen thuộc trong cuộc sống thông qua các hình thức tạo hình, vẽ, xé dán, nặn. Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình. Và bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau vào hoạt động đầu tiên để tìm hiểu về một số hoạt động diễn ra xung quanh mình và một số sản phẩm được tạo ra với chủ đề cuộc sống quanh em. Cô mời các con quan sát những bức hình sau và cho cô giáo biết. Em thấy có những hoạt động gì ở hình A, B, C và D? Những hoạt động đó diễn ra ở đâu? Các sản phẩm đó thể hiện nội dung gì? Các sản phẩm đó thể hiện bằng hình thức, chất liệu nào? Hình ảnh và màu sắc được thể hiện như thế nào trong tranh? Chúng mình hãy nhấn nút tạm dừng và suy nghĩ cho cô giáo trong vòng 2 phút nhé. Các con thân mến, qua quan sát chúng ta thấy các hoạt động có trong các sản phẩm như hoạt động dọn vệ sinh trên bãi biển, giã gạo, chợ phiên miền núi, giờ ra chơi ở sân trường. Các sản phẩm đó đều được thể hiện qua các hình thức như vẽ, tạo hình 2D, 3D bằng giấy màu, bìa cứng, đất nặn. Màu sắc thì rất phong phú, đa dạng, tạo nên vẻ đẹp riêng cho từng sản phẩm. Các con ghi nhớ cho cô giáo, các hoạt động của con người trong cuộc sống được thể hiện phong phú trên các sản phẩm mỹ thuật về nội dung, hình thức và chất liệu. Trong mỗi sản phẩm, các hình ảnh chính, hình ảnh phụ được sắp xếp cân đối, hợp lý, sử dụng màu sắc tương phản, có đậm, có nhạt. Có nhiều hoạt động gắn liền với cuộc sống của các em như học tập, lao động, vui chơi, tham gia giao thông, sinh hoạt gia đình, tham gia các hoạt động cộng đồng. Mỗi vùng miền có những hoạt động gắn liền với không gian đặc trưng của mình. Các hoạt động của con người trong cuộc sống được thể hiện phong phú trên các sản phẩm mỹ thuật về nội dung, hình thức và chất liệu. Trong mỗi sản phẩm, các hình ảnh chính, hình ảnh phụ được sắp xếp cân đối, hợp lý, sử dụng màu sắc tương phản, có đậm và có nhạt. Như vậy, qua hoạt động 1, chúng ta đã được tìm hiểu về một số sản phẩm mỹ thuật với chủ đề cuộc sống quanh em. Vậy để làm thế nào chúng ta có thể tạo ra được những sản phẩm như vậy? Cô mời các con cùng nhau chuyển sang hoạt động thứ 2. Hoạt động 2, thực hiện. Cô giáo mời các con quan sát hình 10.2 sách học mỹ thuật lớp 5 để nhận biết cách tạo hình sản phẩm về chủ đề cuộc sống quanh em. Qua quan sát hình hướng dẫn thì chúng ta nhận ra được, để thực hiện được một sản phẩm về chủ đề cuộc sống quanh em thì chúng ta sẽ thực hiện cho cô giáo theo 5 bước. Bước 1. Ký họa dáng người theo quan sát hoặc theo trí nhớ để tạo. Bước 2. Cắt rời hình ảnh ra khỏi tờ giấy. Bước 3. Sắp xếp các hình ảnh chính, hình ảnh phụ theo nội dung chủ đề. Bước 4. Vẽ thêm các hình ảnh tạo không gian của tranh. Bước 5. Vẽ thêm các chi tiết, hoàn chỉnh đường nét và màu sắc. Lưu ý,
các con có thể tạo sản phẩm con rối, mô hình bằng cách sử dụng các dáng người từ kho hình ảnh đã được ký họa hoặc vẽ theo trí nhớ. Và trước khi để thực hiện được cái sản phẩm của mình thì các con sẽ lưu ý mình chọn nội dung gì để thực hiện và con sẽ chọn hình thức, chất liệu gì để thể hiện sản phẩm đó và con sẽ vẽ, sắp xếp các hình ảnh như thế nào sao cho hợp lý. Như vậy chúng ta thấy có nhiều hình thức thể hiện sản phẩm mỹ thuật với chủ đề cuộc sống quanh em như vẽ tranh, tạo hình ba chiều, xé dán và có thể thực hiện theo các bước. Ký họa dáng người theo quan sát hoặc vẽ theo trí nhớ để tạo dáng hoạt động, để tạo kho hình ảnh. Có thể tạo kho hình ảnh bằng nhiều hình thức như vẽ, xé, cắt, dán và nặn. Lựa chọn hình ảnh từ kho hình ảnh, sắp xếp thành sản phẩm theo nội dung chủ đề mà mình đã chọn. Tạo thêm hình ảnh chi tiết, hoàn chỉnh đường nét, màu sắc cho sản phẩm thêm sinh động. Và bây giờ, để các con có thêm ý tưởng cho cái sản phẩm của mình, cô mời các bạn quan sát hình 10.3, sách học mỹ thuật lớp 5. Và đây là một số sản phẩm mà các bạn học sinh lúc trước đã tạo được từ cách vẽ và cắt dán bằng giấy màu. Cô mời các bạn cùng nhau quan sát. Để các bạn không phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào hoạt động thứ 3. Hoạt động 3, thực hành. Yêu cầu của bài tập: tạo hình ảnh các nhân vật bằng hình thức cắt, xé dán đã học được để tạo kho hình ảnh các nhân vật. Và chúng ta sẽ thực hiện theo hình thức cá nhân các bạn nhé. Giờ học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Sau khi các con đã làm xong bài tập của mình, chúng mình sẽ chụp ảnh và gửi qua Zalo cho cô giáo nhé. Cô xin chúc các con sẽ làm việc thật hiệu quả, có nhiều sản phẩm đẹp và chúc các bạn mạnh khỏe.